Tôi xin kính chào tất cả quý vị sắc tộc của chúng ta và xin chúc một ngày mới thật là tốt đẹp và bớt đi cái sự đau khổ và những cái chuyện xấu xa vân vân. Thì trong cái video ngày hôm nay á thì cái chủ đề là chính trị Việt Nam. Thì tôi cũng không muốn nói về cái chuyện chính trị hay là kia gì đâu. Vì lý do tôi cần phải làm cái video này á excuse me, là vì tôi đã thấy nhiều số cái bọn người kinh Bắc Kỳ kia đã nói không hoàn toàn đúng theo cái sự thật, biết không? Cho nên tôi đành phải đóng góp vài điều này kia để mà bắt đi những cái sự gian dối, giả dối, nói dối và lừa đảo của bọn họ, biết không? Vì tôi cũng không muốn thấy bọn họ sẽ bị xử tội vì cái tội là làm nhân chứng giả dối, biết không? Và đó là lý do tại sao tôi cần phải chia sẻ cái điều này và cũng hy vọng rằng là họ sẽ đón nhận nó một cách có cái sự văn minh, hiểu không? Khi mà tôi nói những cái điều này không phải là tôi nói xấu họ hay là này kia, biết không? Vì tôi chỉ muốn soi cái ánh sáng cho họ để mà họ có thể nhận ra những cái sai lầm của mình, biết không? Và rồi thì để mà họ có thể ăn năn hối lỗi, cầu xin được tha thứ. Và rồi thì cũng nên xin lỗi những vị sắc tộc bản địa chúng ta, biết không? Tất cả chúng ta, biết không? Vì đó là cái điều mà những vị kinh ngoại tộc kia cần phải nên làm, biết không? Vì đó là cái điều đúng đắn mà thôi, đúng không? Thì riêng cho chúng ta thì cái chuyện về xin lỗi thì cũng không có là cái ý nghĩa gì, nhưng mà chỉ là cái sự công nhận, đúng không? Là họ đã sai, biết không? Vì những cái tội lỗi quá khứ của bọn họ và đặc biệt là những cái tội lỗi tổ tiên của bọn họ đã làm sai với chúng ta, đúng không? Cho nên chủ yếu là mục đích của nó chỉ là nó có lợi ích cho những vị kinh mà thôi, biết không? Và đặc biệt là trong những vị thế hệ bây giờ, biết không? Và rồi thì để sau này những con cái của họ sẽ không đành phải chịu những cái hậu quả không có tốt đẹp này kia, đúng không? Thì đó là cái ý mà tôi muốn nói trong cái video ngày hôm nay. Thì trước khi chúng ta sẽ bắt đầu trong cái cuộc nói chuyện, đúng không? Thì mục đích của tôi á không phải là nói xấu hay là có ý đồ này kia gì đó, không có. Trong trái tim của tôi tuyệt đối không có cái điều đó. Và như tôi đã nói, tôi chỉ muốn soi cái ánh sáng cho tất cả những vị kinh, đặc biệt là những vị Bắc Kỳ, biết không?
vì tôi thấy rằng là bọn họ đang đi trong con đường không có tốt đẹp, không có đúng đắn và sẽ không có một cái tương lai tốt đẹp, đúng không? Và đó là lý do tại sao tôi cần phải nêu ra những cái điều này, đúng không? À, với lại chỉnh sửa lại những cái sự sai sót này kia, đúng không? Để mà họ có thể nhìn nhận lại và coi lại, đúng không? Và rồi thì để mà họ không có lặp lại cái lịch sử quá khứ, đúng không? Như là những vị tổ tiên của bọn họ, biết không? Thì đó là cái mục đích là như vậy, biết không? Mà thôi, thì tiếp theo. Thì cứ coi như cái điều này là một cái sự đóng góp, đúng không? Từ cái khía cạnh của tôi, đúng không? Dành cho những vị kênh, đúng không? Và cho dù quý vị ghét tôi hay không, cái đó là tùy quý vị mà thôi, tùy các vị kênh mà thôi, đúng không? Thực chất thì riêng tôi hoặc là tất cả những vị sắc tộc bản địa chúng tôi chưa bao giờ làm sai gì với những các vị kênh hết á. Chúng tôi chưa có ăn cắp cái đất nước của các vị hay là cái tài sản của các vị gì đó, đúng không? À, thật ra thì như số các vị đang sống trong cái đất nước tổ tiên của chúng tôi đó, biết không? Cho nên cho nên đừng quên cái điều đó, biết không? Và cũng ít nhất thì hãy lịch sự một chút, biết không? Vì nếu mà quý vị, nếu mà các vị cho rằng là mình là cái dân tộc có cái sự văn minh á, thì ít nhất phải có một chút cái sự công nhận về điều đó, biết không? Là một chút đạo lý, đúng không? Mà thôi, thì tôi xin bắt đầu từ cái điều này. Thì những gì mà bọn họ hoặc là những vị ngoại tộc kia đã giảng dạy thì làm sao mà quý vị sắc tộc của chúng ta có thể giác ngộ được, vì sẽ không thể nào được đâu. Thì vì đa số bọn họ đã, đang và vẫn sẽ luôn luôn tiếp tục đàn áp những cái linh hồn rất tốt đẹp, vô tội, ngay thẳng, trung thành và trong sạch của quý vị sắc tộc của chúng ta qua những cái pháp thuật vô cùng ma quỷ, xấu xa, độc ác và tàn nhẫn hoặc quá tội lỗi của bọn họ, biết không? Rồi tiếp tục. Những cái bọn công giáo, Phật giáo và Đảng Cộng sản á, thì tất cả bọn họ đều có mục đích là phải đàn áp tất cả quý vị sắc tộc của chúng ta, cấm biết hoặc hiểu cái sự thật chính thức của Chúa Cha và cái danh tính và cái nguồn gốc chính thức của chúng ta là ai. Thì những vị sắc tộc của chúng ta là các con cái của Do Thái theo dòng máu, đạo lý, lịch sử và rất đúng nghĩa của nó, biết không? Và đó là sự thật. Thì những vị ngoại tộc, những vị kinh, hãy bắt đầu công khai cái sự thật đi, đúng không? Và hãy bắt đầu nói ra hết cái sự thật cho tất cả những vị sắc tộc của chúng tôi biết đi, biết không? Và còn không thì như tôi đã nói, cái tương lai của các vị sẽ không có tốt đẹp đâu, và nó sẽ càng tồi tệ hơn, hiểu không? Và chỉ có và nó sẽ có thể tốt đẹp khi mà quý vị thật thà nói ra sự thật, thì
thì biết đâu cái điều đó sẽ được tha thứ, đúng không? Và thì ít nhất thì những vị kinh học hoặc là một số các vị còn có một chút lương tâm thôi. Rồi nói ra sự thật cho chúng tôi biết, biết không? Và trước khi cái thời gian đó nó sẽ hết đi, biết không? Cái thời gian tốt bụng mà chúng ta đang có, biết không? Rồi tiếp tục với cái điều sau đây hoặc là tiếp theo. Thì đây là cái điều mà tôi cần phải nói rõ với nhiều vị ở ngoài kia, và đặc biệt là những vị sắc tộc của chúng ta mà đang sống trong cái đất nước của chúng ta, biết không? Vì tôi hay nghe hoặc là hay thấy những cái video á, toàn nói những cái điều hoặc là cái thông tin không có hoàn toàn chính xác, biết không? Nên tôi cần đóng góp cái điều đó, hiểu không? Thì tôi xin bắt đầu trong cái điều này. Thì trong chiến tranh miền Nam và Bắc á, và cuộc chiến thắng chống lại Pháp á, thì lúc đó Việt Nam vẫn là một đất nước hoặc là vẫn là một cái tập đoàn, biết không? Hoặc là chính xác hơn là cái tập đoàn của Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Thì bây giờ là bây giờ thì nó trở thành là cái tập đoàn Việt Nam Cộng sản, biết không? Thì nói cho rõ. Thì về sau á, hai bên Bắc và Nam đã ký hiệp định ở Geneva, đúng không? Thì trong cái năm 1954 sẽ không có chiến tranh giữa Bắc và Nam nữa, hoặc là miền Bắc không có được tấn công hoặc chiếm lấy miền Nam, và miền Nam cũng không được chiếm lấy tấn công miền Bắc. Và đó là lý do mà nó được gọi là Bắc Kỳ 54 đó, đúng không? Cho nên tuyệt đối đừng có để bất cứ ai, đặc biệt là cái bọn Bắc Kỳ và Trung Quốc, hay là những cái bọn ngoại tộc nào lừa tất cả quý vị sắc tộc của chúng ta về cái câu chuyện này nha. Vì đó là đúng sự thật, hiểu không? Thì cái điều mà tất cả chúng ta Việt Nam phải tự hào là cuộc chiến tranh chống Pháp, và cái điều đó thì chúng ta phải công nhận sự thật đúng như vậy, hiểu không? Thì cái cuộc chiến tranh chống Pháp thì cái điều mà tất cả các vị kinh và cả lẫn những vị sắc tộc của chúng ta phải nên tự hào. Vì sự thật thì cái chiến tranh đó thì chúng ta thắng Pháp một cách vĩ đại. Cái điều đó là đúng theo cái lịch sử, và tôi đành phải công nhận cái điều đó là đúng như vậy, hiểu không? Không chỉ vì riêng tôi mà chính những vị bọn phương Tây còn đành phải đồng ý cái điều đó. Thì sự thật thì mới nói là đúng theo sự thật, hiểu không? Và chứ không phải là mình cong nó hay là mình bẻ nó này kia. Thì có sao thì chúng ta phải nói như vậy, hiểu không? Thì đó cũng là cái bản chất, đặc điểm, tính cách và cái nét đẹp của những vị sắc tộc chúng tôi, biết không? Thì có sao thì chúng tôi sẽ nói như vậy.
Với lại thì chúng tôi là những con cái của cái ánh sáng, là con cái của Chúa Cha, anh Bhimagadi. Hoặc là ngài tôi vẫn là tôi, thì chúng tôi chỉ có sao nói vậy. Và chứ không phải là này kia. Hiểu không? Thì tất nhiên không có ai là hoàn hảo trong cái thế giới này. Nhưng mà sau khi chúng ta bắp tem thì những cái điều mà tội lỗi hay là không có tốt đẹp thì chúng ta đều phải bỏ qua trong cái sự quá khứ, biết không? Và chúng ta phải trở thành một vị đàn ông hay là phụ nữ mới và sống theo những cái luật lệ và các cái lệnh của Chúa Cha của chúng ta. Ngài tôi vẫn là tôi, đúng không? Cho nên chúng ta tuyệt đối không có nên làm nhân chứng giả dối hay là nói dối về một cái điều gì đó, biết không? Thì ý tôi nói đây á, thì có sao thì chúng ta nên nói như vậy, biết không? Thì đó là cái khía cạnh của những vị sắc tộc, hoặc là tất cả những vị bản địa chúng tôi, từ xưa là như vậy. Chúng tôi đã luôn luôn có cái đặc điểm đó, cái bản chất đó, đúng không? Là có sao thì chúng tôi nói như vậy, vì cái bản chất của chúng tôi là rất là thật thà. Thì nhiều số các vị kinh cũng đã hiểu rồi, thì cái điều đó từ xưa là như vậy. Chỉ sau này thì nhiều số vị sắc tộc của chúng ta hoặc là tất cả những vị bản địa chúng tôi kiểu là đi theo cái cách sống của những vị ngoại tộc như là Kinh, Tàu hay Tây, Phi Ấn Độ hay là hành tinh này kia, cho nên nhiều số chúng tôi mới bị ô nhiễm với những cái sự gian dối, giả dối, nói dối và lừa đảo này kia vân vân. Thì thực ra thì những cái điểm hoặc là những cái điều xấu xa đó thì không phải là cái bản chất gốc của chúng tôi, cho nên những cái thứ đó là do những vị sắc tộc chúng tôi đã học được từ những cái bọn ngoại tộc kia, đúng không? Thì tôi cần phải nói ra cái điều đó cho rõ ràng, đúng không? Thì đó là cái ý mà tôi muốn thể hiện. Mà thôi, thì như tôi cũng đã nói á, thì cái cuộc chiến tranh chống Pháp á, thì cái điều đó tất cả quý vị sắc tộc và thì tất nhiên những vị kinh phải đáng tự hào, biết, vì cái điều đó là một cái chiến thắng rất là tuyệt vời, hiểu không? Chính bản thân tôi còn phải nghĩa là phải được kiểu là tôi cũng phục, hiểu không? Khi mình nói về cái thời đại, biết không? Mà thôi, thì hy vọng từ đây về sau chúng ta sẽ sống một cuộc sống kiểu là có cái sự hiểu biết nhau tốt hơn này kia, biết không? Chứ không phải là chiến tranh, chứ không phải là bạo lực, chứ không phải là những cái điều gian dối xấu xa hay là những cái thứ không có tốt đẹp, hoặc là nó sẽ không đem cho chúng ta kiểu là một cái tương lai như là trong quá khứ, biết không? Thì tốt nhất là chúng ta không nên lặp lại những cái lịch sử, biết không? Cái lịch sử mục đích của nó là để nó có thể giúp chúng ta học những cái bài học, biết không? Thì đó là mục đích của lịch sử. Thì ý tôi nói đây á, thì tôi hy vọng rằng á, là chúng ta hiểu nhau và không nên lặp lại cái sai lầm của chúng ta như là quá khứ, biết không? Thì như cái bằng chứng của lịch sử thì nó cũng quá rõ ràng rồi, biết không? Thì đó là cái điều mà tôi cần phải nhắc tới. Thì chúng ta xin tiếp tục với cái điều tiếp theo. Còn về cái chuyện của ông Pol Pot đó, thì thế này.